Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với channel của 9 tờ Mobile và mình là Bình Minh. Các bạn, ngày hôm nay các bạn thấy là kề cận Bình Minh đó là một sản phẩm mà nhìn sơ qua thì chúng ta thấy cái thiết kế của nó khá là nhỏ gọn và vuông vức. Nhưng mà Minh, các bạn chắc cũng chưa biết được là sản phẩm này là gì thôi đúng không? Nhưng mà bật mí với các bạn trước nha, sản phẩm này sẽ rất là phù hợp và những dân chơi sneaker sẽ vô cùng thích thú luôn. Và sản phẩm này nó sẽ giúp hỗ trợ cho chúng ta có một đôi giày sạch nè, không có bị ẩm mốc cũng như là vô cùng thông thoáng khi mà khí hậu trời mưa hay mưa, khi mà chúng ta phơi những cái đôi giày mà nó không có khô. Và đó chính là sản phẩm một chiếc máy khử trùng đến từ thương hiệu 37DG SS011. Các bạn có thể thấy là nhìn sơ qua về mặt thiết kế ở bên ngoài thì cái chiếc máy khử trùng này nó trông giống như là một cái chiếc ghế đẩu, thì chúng ta có thể vừa khử trùng giày được nè, vừa có thể ngồi ở trên này và chúng ta có trang trí trong những cái không gian của những căn hộ có kích thước khiêm tốn. Và nhìn sơ qua về mặt thiết kế thì ở bên ngoài nó có một cái lớp vỏ giả gỗ, thì các bạn cũng thể thấy là nó có một cái sự sang trọng nhất định. Chiếc máy khử trùng này sở hữu kích thước khá là nhỏ gọn, 400x300 và x400mm. Và một điều tiện ích nữa, các bạn có thể nhìn thấy phần phía trên của chiếc máy khử trùng được làm từ chất liệu vải nỉ, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng ngồi xuống nè, thông thoáng và mang lại những cái sự tiện nghi vô cùng. Và với chiếc máy khử trùng này thì như các bạn cũng thấy, nó có hai cái nút vặn rất là dễ dàng để chúng ta có thể thao tác. Với nút vặn gần chính giữa thì đây là một nút vặn để chúng ta có thể lựa chọn được chức năng. Và chiếc máy sẽ có hai chức năng, một là chức năng khử trùng. Chức năng khử trùng nó sẽ nằm ở khu vực này chính giữa nè. Và chức năng thứ hai là chức năng sấy khô. Đó, các bạn có thể lựa chọn rất là dễ dàng, chỉ cần xoay nút vặn như thế này thôi. Và nút vặn ở ngoài cùng á, đây là nút vặn để các bạn có thể lựa chọn được thời gian. Và chúng ta sẽ có 3 mức thời gian phù hợp. Một là mức thời gian nhanh là trong khoảng 20 phút nè. Và mức thời gian thứ hai là trung bình là trong khoảng 40 phút. Và mức thời gian lâu hơn là trong khoảng thời gian là 60 phút. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn phù hợp với tình trạng giày khi mà chúng ta sử dụng. Và chắc hẳn các bạn sẽ rất là tò mò không biết chiếc máy khử trùng này sẽ khử trùng cũng như là sấy khô giày như thế nào. Chia sẻ với các bạn luôn, chiếc máy khử trùng này sẽ có cái duy trì cái mức nhiệt độ là 43 độ C. Với mức nhiệt độ phù hợp mà nhà sản xuất đã nghiên cứu thì nó cũng sẽ giúp làm khô đồng đều mọi bề mặt trên đôi giày của mình mà không có gây tình trạng bị vàng ố khi mà các bạn chúng ta sử dụng. Và một điều nữa, với phương pháp khử trùng ozone nồng độ cao thì nó cũng sẽ hạn chế được tình trạng tối đa đôi giày của mình bị ẩm mốc nè, có mùi hôi, và nó sẽ loại bỏ được vi khuẩn lên đến là 99,9%. Với một cái chiếc máy như thế này thì các bạn có thể tha hồ diện những đôi sneaker mà bất chấp luôn cả thời tiết, không có lo ngại cái vấn đề là giày của mình bị ẩm hoặc là bị mốc như đã. Và bây giờ để cho các bạn dễ hình dung thì mình sẽ bỏ trực tiếp một đôi giày và sử dụng những cái nút điều chỉnh này. Rồi đơn giản, khi mà mình mở ra thì đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ để được hai đôi giày. Và hai đôi giày này có kích thước là dưới 46, size 46. Và hiện tại thì mình sẽ để một đôi sneaker có một cái vỉ để chúng ta có thể để như thế này. Rồi sau khi mà các bạn để xong thì mình chỉ cần đóng nhẹ như thế này thôi. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta chỉ cần xoay nút điều chỉnh, chọn chế độ khử trùng hoặc là sấy khô tùy vào cái nhu cầu khi mà chúng ta sử dụng nha. Mình thì đôi giày của mình không có quá là dơ, mình sẽ chọn phương thức khử trùng thôi, chứ cũng không có phải là ướt. Đây, cái này đầu tiên là khử trùng nè. Đó, các bạn có thể thấy sau khi mà chúng ta chọn chức năng rồi, bên này là chọn khung thời gian từ nhanh 20 phút, trung bình là 40 phút và tối đa là 60 phút. Rồi các bạn có thể để lâu lâu một chút cũng được. Mình thì chắc mình để 40 phút đi. Đó, rồi rất là đơn giản để chúng ta có thể làm khô một đôi giày mà ngay cả khi trời mưa, hoặc là chúng ta muốn khử trùng mà ngại cái vấn đề là mình phải đem ra tiệm giặt giày. Mình biết đó, là có những dân chơi sneaker mua cái đôi giày nó không hề rẻ đâu mọi người. Và sở hữu thêm một cái em này nữa thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là ưng ý, và chúng ta sẽ luôn luôn có một cái đôi giày sạch. Và một điều lưu ý nữa là khi mà các bạn chúng ta thực hiện những cái quá trình sấy khô nè hoặc là khử trùng thì các bạn đừng có đóng mở nắp máy ra nhé. Đó, như các bạn cũng thấy thì một tiếng tin vừa rồi cũng đã báo hiệu cho mình thấy là nhiệm vụ của chiếc máy khử trùng đã xong. Rồi đây thì các bạn
Ồ, nó ấm ấm quá mọi người. Và như các bạn cũng thấy rồi đó, chỉ với 20 phút mà thôi mà Minh cũng đã có một cái đôi giày khô ráo và sạch sẽ rồi. Khá là ưng ý. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm về những cái tính năng tiện ích của chiếc máy khử trùng đến từ nhà 37DG rồi. Nếu như bạn nào chúng ta thích sản phẩm này thì hãy ghé tại hai cửa hàng của Chiến Tàu Mobile để có thể trải nghiệm cũng như là rinh ngay về nhà mình một sản phẩm hữu ích như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi video clip vừa rồi. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh của Chiến Tàu Mobile để theo dõi được những thông tin hay ho của các sản phẩm kế tiếp nhé. Và giờ đây thì xin chào.